Cùng với chuyển biến tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn giáp danh, còn tại các khu dân cư, tổ dân phố với nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng những mô hình mới, ngày càng có thêm nhiều khu dân cư văn hóa, đời sống tinh thần của người dân ngày càng văn minh, tiến bộ. Mô hình khu dân cư hạnh phúc tại khu dân cư Phú Thịnh 2, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai trong phóng sự sau là một điển hình như vậy. Dù trời đã nhá nhem tối, nhưng người dân khu dân cư Phú Thịnh 2 vẫn tích cực hỗ trợ nhau để hoàn thiện việc lắp đường đèn điện trong mô hình ánh sáng an ninh do Ủy ban nhân dân phường Bắc Cường phát động, vừa để đảm bảo an ninh trật tự, vừa tạo điểm nhấn cho cảnh quan khu phố. Tôi rất là vui được góp công cùng bà con nhân dân khu phố Hoàng Trường Minh để tô điểm thêm cho cái sắc thái khu phố càng ngày càng đẹp thêm. Tôi thấy trang trí đường phố này là đẹp, mà dân là đoàn kết và gắn bó lại với nhau. Hưởng ứng chủ trương của Thành ủy Lào Cai, Đảng ủy phường Bắc Cường ban hành nghị quyết số 11 về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, xây dựng phường Bắc Cường sáng, xanh, sạch, đẹp. Với mong muốn bà con có địa điểm sinh hoạt cộng đồng văn minh, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố Cù Chính Lan tự nguyện đóng góp kinh phí gần 100 triệu đồng để xây dựng tiểu công viên này. Thì được tạo được cái chỉnh trang đô thị cho tổ, cho phường, cho thành phố, và đặc biệt là tạo không gian chơi cho trẻ em, người lớn tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng. Qua đây thì cũng là tạo được cái tinh thần đoàn kết giữa là bà con hàng xóm cũng như là với chính quyền địa phương. Là muốn xây dựng được một khu hạnh phúc của nhân dân thì trước hết tôi vẫn khẳng định lại là khâu đảm bảo trật tự, an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội là một khâu cực kỳ quan trọng. Đi đôi với việc là tất cả các việc lớn việc nhỏ chúng tôi đều là dân chủ, hết sức dân chủ, đưa ra chi bộ xin ý kiến các tổ nhân dân cho ý kiến. Và khi nhân dân đã đồng thuận thống nhất cao thì tất cả mọi việc thì đều rất là thành công. Có thể thấy dù ở khu vực thuận lợi hay địa bàn khó khăn, khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng có cách làm bài bản phù hợp, nhất là phát huy được sức mạnh từ nhân dân, thì bà con sẽ đồng thuận, góp sức mình xây dựng những khu dân cư an toàn, văn minh và hạnh phúc.